Vâng, chào các anh em nha. Hôm nay Lưu Gia Auto sẽ giới thiệu đến các anh em một cái mẫu camera hành trình đến từ thương hiệu là 70 Mai. Mẫu này rất là hot hiện nay luôn. Thì nó đi vào phân khúc tầm trung, giá rất là, thực sự mà nói là ngon, bộ rẻ luôn, đúng nghĩa của nó luôn. Thứ nhất là camera hành trình này có độ nét là Full HD với tốc độ ghi hình là 60 khung hình trên giây, rất là mượt mà luôn. Và đặc biệt là nó sẽ có cái app 70 Mai để anh em có thể là truy cập bằng điện thoại di động và tải video về chia sẻ lên YouTube và mạng xã hội, rất là thuận tiện. Và thứ ba nữa là cái modem này nó có tích hợp hai camera nha anh em, tức là vừa camera phía trước này là anh em có thể là lắp để ghi hình với chiếc xe, và một cái toàn cam phía sau xe là anh em có thể là lắp để mình ghi hình phía sau xe. Thì đối với camera hành trình theo quan điểm của mình thì thực sự mà nói là camera hành trình là nó ghi lại những cái khoảnh khắc đẹp ở trên đường và anh em có thể là chia sẻ cho bạn bè người thân. Và mục đích thứ hai nữa là anh em có thể lắp để giả sử như mà trên đường đi mình đâu biết được, lỡ như có sự va chạm nào đó thì anh em sẽ làm cái bằng chứng để xem mình đúng hay sai, để mình biết được là cái va chạm xảy ra với trước xe hoặc là sau xe của mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt ở trên cái chiếc xe này để anh em có thể là thấy được. Thứ nhất là camera phía trước xe thì anh em có thể là đi cái dây từ ở phía trên xe này, anh em đi vòng xuống dưới và đi xuống dưới cái USB hoặc là cái tẩu sạc đều được. Còn cam phía sau thì anh em có thể là đi vòng dây từ ở phía sau lên phía trước này để mình cắm vào trong con camera này. Hiện tại cái phân khúc này thì bên mình đã tiến hành lắp đặt trên chiếc xe Ford để mình test thử cái độ và cảm nhận thực tế của cái chiếc camera hành trình này. Thì mình sẽ có những clip để mình cắt ra từ cái video của camera hành trình 70 Mai cho anh em trải nghiệm thực tế luôn. Thì rồi anh em có một điều đặc biệt nữa là riêng cái modem mà A200 này thì nó sẽ có công nghệ là HDR, là chống ngược sáng, cho anh em một cái video mà ban đêm phải nói là cực kỳ sắc nét, nhìn rõ biển số xe cũng như là biển báo. Đặc biệt là cái công nghệ cái đó là công nghệ ghi hình ban đêm cực kỳ sắc nét luôn. Phân khúc này thì anh em có thể lắp đặt có thêm kích nguồn để anh em có thể là đấu điện trực tiếp từ bình lên trên camera hành trình, thì nó sẽ có tính năng là ghi hình độ xe và ghi hình time lapse. Ghi hình time lapse tức là nó sẽ rút gọn trong vòng 30 phút bằng còn lại 1 phút thôi, thì anh em có thể là xem nhanh để nó tiết kiệm được cái dung lượng thể nhớ cũng như là cái bình của xe. Nếu mà điện áp nó xuống thấp khoảng tầm 11.8V thôi là nó sẽ ngừng ghi hình. Thì anh em có thể là truy cập website là camera24h.com hoặc là lưugiaauto.com, hotline là 0933 245 117 để mình tư vấn và lắp đặt miễn phí cho anh em ở khu vực thành phố Tây Ninh và các tỉnh lân cận.